95 năm thì mình còn tới đây nhau được, nhưng mà tới 100 nó là 8 năm sau. Chắc có thể là tấm dạy ở đây. Sẽ cố gắng có mặt em mời em đó. Về vấn đề khẩu vị, nói chung chị là người nấu ăn cũng ngon. Nên là đứa mình cũng là con, chị sẽ được biết về đứa ca sĩ Đức Phụ là ca sĩ Hạt Châu. Hạt Châu là nấu ăn ngon. Nấu ăn ngon thì người ta mới là có thể mà biết được là cái gia vị là thiếu cái gì, là cái gì. Còn riêng chị, món nào ăn cũng được. Chị với mình thì chị cũng được. Ăn nhưng mà không có được. Mà giống cả mà không có biết nấu ăn thì sao anh mới thở được. Tôi chỉ biết còn với Hạt Châu là bánh giống đảo. Bây giờ là Hạt Châu, Thủy là nếp, Hạt Châu là nếp. Thì là nếp, nấu ăn ngon là nếp, Bình tĩnh với sẽ đi theo ngon sẽ mau hết. Có đi về.